thời trang đã thế của đội mình. Ban giám khảo chấm điểm. Cái đợt thi này đến đi cháy hết tình chưa? Vâng, xin được khán giả chấm nhận tay đi ạ. Vâng, xin cảm ơn.
phần thi của một phần sinh quản. Tiếp theo là phần thi của một phần in xoa. Xin mời. Không nguyên liệu chuẩn bị ạ. Một phần không nguyên liệu chuẩn bị. Sau không nguyên liệu là chuẩn bị. Hiện nay về môi trường là một vấn đề nhức nhối của nhiều quốc gia thế giới. Trong đó có Việt Nam. Mỗi năm hàng triệu tấn rác thải, phế thải được thải ra, không những gây ảnh hưởng đến môi trường mà còn ảnh hưởng đến sức khỏe của con người. Nhằm cũng nâng cao nhận thức và khuyến khích mọi người tái sử dụng rác thải xung quanh mình. Bộ phận Insa chúng tôi đã thực hiện một trang phục mang tên Thôi không phải ra. Một trang phục đầu tiên được thiết kế từ găng tay. Như mọi người đã biết, nhắc đến Insa thì sẽ gắn liền với các loại sơn và độ xử lý. Insa chúng tôi không chỉ chú trọng về chất lượng sản phẩm mà luôn đặt vấn đề sức khỏe của người lao động lên hàng đầu, nhằm hạn chế tiếp xúc với các vật chất xử lý có hại cho da tay. Chỉ mỗi công nhân Insa đều được cung cấp đầy đủ bảo hộ lao động. Nhiều màu sắc đem đến cho người cho những người mặc lên
khoác lên mình như đang đứng giữa một rừng hoa ấm áp. Phần trình diễn của chúng tôi tới đây là kết thúc. Xin cảm ơn quý vị đã theo dõi phần trình diễn của chúng tôi. Vâng, xin cảm ơn một phần chúng tôi và các hai. Tiếp theo là một phần ba các ba. Và qua thành phẩm quý vị ạ. Sau qua thành phẩm là bộ hành chính hậu cần. Lời đầu tiên, tôi xin gửi đến các cấp lãnh đạo công ty, ban giám khảo cùng toàn thể công nhân viên lời chúc sức khỏe lời chào trân trọng nhất. Thưa các cấp lãnh đạo công ty, kính thưa ban giám khảo cùng toàn thể công nhân viên nhà máy giày Adidas Việt Nam. Đến với hội thi ngày hôm nay, tôi xin đại diện cho bộ phận khoa học ban gửi đến hội thi của chúng tập gồm 5 sản phẩm và sự tích hợp truyền thống và hiện đại. Đó là bộ áo dài truyền thống và chiếc tầm da hội được tạo nên từ những ý tưởng sáng tạo. Truyền thống của chị em mắt sáng nghi bỏng được thiết kế bằng phế liệu PU với tông màu chủ đạo là màu hồng. Các bàn tay khéo léo của nhà thiết kế tạo nên vẻ đẹp bình dị tất xa nhưng không kém phần sang trọng và quý phái. Màu hồng tự tin cho nét đẹp, cho hy vọng, cho một tương lai phát triển. Tiếp theo chúng tôi xin giới thiệu bộ trang phục tầm dạ hội mang chủ đề hoa của sự sống. Bộ trang phục được làm từ túi vải ni lông tông màu đen tạo nên sự huyền bí và sang trọng. Người ta rất nhiều công hoa được cắt tỉa thành những đường viên liệu giao tế. Người mẫu trong thật tự tin và đa tính khi mặc trang phục này. Công việc được mang đến là bảo vệ môi trường, cây xanh hoa lá. Tiếp đến tập trang phục nam nữ với chủ đề ngọn lửa an lành với tông màu nâu và trắng làm ngoài da màu trắng ấn tượng ai đã chưa từng thấy của người con người. Một cuộc sống tốt đẹp hạnh phúc màu nâu tượng trưng cho màu của đất ngọn nguồn của sự sống. Đặc biệt cùng với lối trình diễn đầy chuyên nghiệp huyền chuyển của quán A Lúa đã đem bộ trang phục đầy ấn tượng và đẹp mắt. Cả nhà mình ơi, một tay lên chào.
Đi nhé.
với thông điệp về bảo vệ môi trường đến tất cả mọi người. Nhóm chúng em mang đến một buổi diễn thời trang hôm nay, bộ sưu tập thời trang được làm từ bao ni lông và giấy với tên gọi Môi trường xanh hạnh phúc của chúng ta. Với nhà thiết kế đầu tiên, rất cảm ơn chị tấm liệu ni lông bị bỏ bê. Tôi đi của chúng em đã có nhận lại và mang đến mục tiêu hôm nay hai bộ trang phục mang tên Hoa của sự sống với thông điệp gửi đến tất cả mọi người biến sắc thành vàng. Yeah.
một phần đề IP. Tiếp theo xin mời một phần VC và hoàn chỉnh 93 chuẩn bị ạ. Xin mời phần đi của một phần VC và hoàn chỉnh 93 chuẩn bị. Từ bao nơi lông với tên gọi Vết Tiên Hiền Thoại.
đem đến cho chúng ta phong cách nhẹ nhàng, nữ tính, tinh tế nhưng không kém phần lịch lãm. Hai bộ phép trang phục được làm từ túi ni lông kết hợp với những phụ kiện khác tạo nên nét duyên dáng cho thiếu nữ và sự mạnh mẽ cho nam thần. Bộ trang phục muốn truyền tải đến người xem thông điệp hãy bảo vệ môi trường, không khí trong lành vì sức khỏe của chúng ta. Tiếp theo bộ trang phục Thổ Dân Xưa là ý tưởng từ những vật liệu sẵn có từ bộ phần đế, và với những bộ trang phục này không chỉ thể hiện sự năng động, trẻ trung, độc đáo, mới lạ mà nó còn mang đến sự bí ẩn cho những người thưởng thức. Bộ trang phục này muốn truyền tải đến các bạn thông điệp yêu thiên nhiên, bảo vệ môi trường để cuộc sống của chúng ta đẹp như những cánh hoa đang quyên rũ. Thông qua những bộ trang phục trên, chúng tôi, những người công nhân ưu tú của công ty giày Galena, kêu gọi tất cả mọi người cùng chung tay góp sức để bảo vệ môi trường. Chúng ta có thể giảm đi lượng rác thải. Kính chúc ban giám khảo, quý vị đại biểu cùng toàn thể các bạn nhiều sức khỏe, hạnh phúc và thành công. Chúc mọi người sống trong môi trường trong lành, xanh, sạch, đẹp và an toàn. Chúc buổi thi thành công tốt đẹp. Vâng, xin cảm ơn phần thi của mình đấy, một phần đế. Đề nghị các người mẫu của các đội thi chú ý, sau khi phần thi của các đội kết thúc, tất cả người mẫu sẽ tập trung 20 cánh gà để chúng ta cùng lên sân khấu ạ. Đề nghị tất cả các người mẫu không di chuyển không. Chúng ta bắt đầu là bộ phần đế ra không. Thưa ban tổ chức, ban lãnh đạo công ty cùng toàn thể quý vị đại biểu và các cán bộ công nhân viên đang có mặt tại đây, lời chúc em xin thay mặt bộ phận đế thăng công gửi lời chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất. Sau đây là phần trình diễn của đội chúng em xin phép được bắt đầu. Vâng, với mục đích nâng cao nhận thức và kiến thức mọi người đã sử dụng rác thải xung quanh mình, bộ phận đế thăng công đã tạo ra một sản phẩm thời trang làm bằng giấy, túi có túi ni lông thân thiện với môi trường. Như chúng ta đã biết, bao bì ni lông được sử dụng nhiều trong đời sống hàng ngày. Tuy nhiên, hầu hết mọi người đều sử dụng vì sự tiện lợi của nó mà không hề biết hậu quả của nó đến với môi trường và sức khỏe của con người. Để cảm hứng từ việc bảo vệ môi trường và đã sử dụng rác thải nếu còn có thể dùng được, chúng tôi đã thiết kế bộ trang phục mang tên sắc đẹp giả đơn. Hãy cùng mình đóng thêm túi ni lông cùng với những tờ giấy và rác thải kết hợp với những bàn tay và tay áo của các anh chị em và cán bộ công nhân viên của bộ phận đế thăng công đã tạo ra. Thank you.
để làm lên một sự bồng bềnh. Trong khi chúng làm xong, gột đang vươn ra biển đông, mang đến một thông điệp: tất cả mọi người hãy chung tay bảo vệ nguồn nước của chúng ta, để nguồn nước của chúng ta lúc nào cũng trong lành và quý giá, giống như cái tên của nó, biển bạc. Vâng, qua sự trình diễn của những người mẫu không chuyên đến từ sở mẫu lầu 2 và sự miệt mài của những nhà thiết kế không chuyên, hôm nay chúng em đến đây mang theo một nguồn cảm hứng truyền đạt tới tất cả mọi người hãy chung tay bảo vệ, vì hành động vì một hành tinh xanh sạch đẹp. Và cuối cùng chúng em xin gửi lời cảm ơn tới tất cả ban giám khảo cùng toàn thể khán giả, chúc hội thi thành công rực rỡ. Vâng, cảm ơn một phần trưởng bốn lầu 2. Một lần nữa ban tổ chức xin trân trọng thông báo đến tất cả người mẫu cũng như là đội thi, mọi người liếu lại của sau cánh gà để cho bản lưu niệm của ban tổ chức, xin trân trọng cảm ơn. Tiếp theo là một phần kỹ thuật ạ. Xin chào ban tổ chức và toàn thể anh chị em công nhân Vina Arena. Trong không khí tưng bừng phấn khởi của đội triển lãm sản phẩm tái chế và vận tải, văn phòng kỹ thuật chúng em hôm nay xin gửi tới toàn thể hội thi là bộ trang phục mùa xuân chế hội, và đang trình diễn trên khán đài là bộ trang phục công chúa Lọ Lem, bộ trang phục được làm từ những máy vải nhỏ nhiều màu sắc, xếp đi cầu kỳ qua bàn tay điêu luyện của những công nhân may phòng kỹ thuật. Nó đã biến thành một kiệt tác dành riêng cho công chúa Lọ Lem đi tìm hoàng đế của đời mình, kết hợp cùng những túi sách hoàn toàn được làm thủ công từ dây giày đầy sang trọng và tinh dáng. Kế bên là bộ trang phục hè hè được làm từ bao tải vé, trang trí bên kia chiếc quần là chiếc giày được làm từ vải buồn, kèm theo là chiếc mũ được làm từ những mảnh giấy chất lượng sơn màu lên những cánh mũ, làm cho bộ trang phục trở nên trẻ trung năng động và cũng không kém phần sang trọng lịch lãm. Tiếp theo là bộ trang phục gánh quạt mùa xuân được thiết kế từ giấy hương trình vé qua bàn tay khéo léo của các cô gái làm chương trình của phòng kỹ thuật, kết thành những bông hoa tinh tế, nhị hoa được làm từ những bông hoa hồng đầy màu sắc, được xếp từ biên viền của chất liệu vải, trên đầu là chiếc vương miềm huyền thoại mà cô gái nào cũng muốn được sở hữu. Cuối cùng là bộ trang phục Việt Nam trong tôi có áo dài chân trời được làm liền từ chiếc áo mưa mỏng, được trang trí bởi bản đồ Việt Nam. Đằng sau được trang trí bằng bông hoa riêng biệt đẹp, phù hiệu được dùng để trang trí hoàn toàn được làm từ vải bùn. Tất cả tinh túy Việt Nam đều được quy tụ tại bộ trang phục này. Thông điệp phòng kỹ thuật chúng em muốn lan tỏa đến cuộc thi là vì một môi trường xanh sạch đẹp, người văn minh trong chất phát linh tinh, mắt thấy mắt, tay ơi là khác. Cuối cùng em xin chúc toàn bộ hội thi sức khỏe và cuộc thi thành công tốt đẹp. Cảm ơn một phần thi, một phần kỹ thuật. Một axit, bộ trang phục đầu tiên đã được người mẫu Quỳnh Anh của chúng tôi thể hiện mang tên Hoa Trắng Sương Sớm, lấy ý tưởng từ những cánh hoa phải tắc tươi tắn trong nắng cùng những giọt sương lăng lanh được tạo ra từ những chiếc túi ni lông làm cách điều đẹp mắt. Xung quanh thân áo được đính những bông hoa là từ giấy nhồi, mang đến vẻ đẹp vô cùng quyến rũ và duyên dáng. Tiếp theo là bộ trang phục Việt Nam thôi, được lấy cảm hứng từ chiếc áo dài truyền thống nhưng không có phần khỏe khoắn. Bộ sưu tập của chúng tôi muốn truyền tải thông điệp yêu thiên nhiên, bảo vệ môi trường vì một nền kinh tế xanh. Quý vị hãy cho các người mẫu của chúng tôi một tràng vỗ tay thật lớn nhé các bạn. Một lần nữa xin chúc quý ban giám khảo, quý vị đại biểu, một toàn thể cán bộ công nhân viên trong nhà máy sức khỏe thành công, chúc công ty luôn phát triển vững mạnh. Chúc mọi người thành công tốt đi ạ. Cảm ơn phần thi của bộ phận sưởng phụ 11. Tiếp theo là sưởng phụ màu đậm. Chào tất cả mọi người. Lời đầu tiên chúc tập thể sưởng phụ 1 chúng tôi xin gửi tới ban giám khảo, quý vị đại biểu cùng toàn thể đồng nghiệp lời chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất. Với mục đích nâng cao ý thức và khuyến khích mọi người tái sử dụng rác thải xung quanh mình, nhóm sưởng phụ 1 đã quyết định thực hiện bộ sưu tập với tên gọi Môi trường xanh phúc của nhân loại. Chúng tôi hãy cùng các bạn sống trên cầu đường dành chúng tôi. Và sau đây đang sải bước trên sân khấu là hai bộ trang phục đầu tiên mang tên Nàng Dâu Của Tôi và Nữ Hoàng Xã Hội, lấy ý tưởng từ sự tinh khôi và trong trắng của những cô gái xinh đẹp nhẹ nhàng. Bộ trang phục được làm từ bao ni lông trong suốt, có đánh những bông hoa xinh xắn.
tự hào của đất nước tôi, lấy ý tưởng từ việc giữ gìn bản sắc dân tộc Việt Nam, thiết kế và trang trí bằng những túi ni lông với tông màu trắng tinh khôi và những bông hoa sen màu hồng. Điểm nhấn là hình chữ F và ngôi sao vàng năm cánh đại diện cho hình dáng Việt Nam. Qua hình ảnh này, chúng ta càng thêm yêu đất nước và luôn giữ gìn bản sắc dân tộc và thiên nhiên. Xin mừng tất cả các đội thi đã giới thiệu và trình diễn xong phần tập thời trang.